cái sự thật không phải là người Mỹ đến để mà nuôi dưỡng chúng ta là miền Nam trù phú như vậy, không phải, cái đó là ngụy tạo. Mà chúng ta phải nhận ra được rằng họ đến xâm lăng, thì chúng ta đừng có mập mờ giữa trắng và đen này. Ngày hôm nay bác thấy rằng cái điều quan trọng nhất là mình phải nói thật với tuổi trẻ. Nếu Trung Quốc đánh chúng ta một lần nữa thì không phải là bọn lưu vong của bác ở bên Mỹ đâu. Hai đứa con của bác đều có quốc tịch Việt Nam ấy. Anh Hồ Xuân Phong, anh cũng làm cho anh em trên Bộ Ngoại giao, cũng đều làm cho bác, cũng có quốc tịch Việt Nam rồi. Vợ chồng bác với lại hai đứa con đều có quốc tịch Việt Nam. Nhưng mà có chắc là bác sẽ đi về để cùng chung với lại anh em tuổi trẻ trong nước để đánh Trung Quốc không? Hay là chính những người đảng viên Cộng sản Việt Nam ngày đêm họ trên đảo Trường Sa, Hoàng Sa ngoài đó, và cộng chung với lại quân dân trong nước họ bảo vệ đất nước này. Cho nên chúng ta đừng quan tâm những cái gì mà nó thuộc về ảo tưởng. Chúng ta đừng chờ đợi những người lưu vong, thì tất nhiên là người cộng sản họ bảo vệ đất nước của họ. Bất cứ một ngoại xâm nào đến họ đều xả thân, họ giết đồng hương, đồng chí, đồng bào, đồng hồ Rolex và đồng đô la. Chính những người đồng hương của bác lên đất Mỹ từ năm 75, họ là những người bóc lột những người đi sau. Xin kính chào quý khán giả của Thăng Long TV. Nhân dịp Tết Độc lập, Quốc khánh mùng 2 tháng 9, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tôi có một cuộc phỏng vấn nhanh với bác Nguyễn Ngọc Lập từ Hà Nội sang Cali, Hoa Kỳ. Thưa bác Nguyễn Ngọc Lập, con xin hỏi bác là bác quan niệm thế nào về lòng yêu nước ạ? Thì trước tiên thì tôi xin được kính chào anh Minh Tiến trong cái kênh Thăng Long TV và tất cả đồng bào trên thế giới, trên hệ thống Internet toàn cầu. Hôm nay tôi rất được vinh dự được nói chuyện với đồng bào về cái câu thành ngữ mà gần như là tất cả mọi người đều biết của ông Hồ Chí Minh là không gì quý hơn độc lập và tự do. Sở dĩ tôi cũng có nói anh vì tôi tin rằng cái thế hệ sắp tới đó nó cũng sẽ hiểu rõ cái câu không gì quý hơn độc lập tự do bằng tiếng Anh, thì thế hệ của chúng ta cũng ở ngoại quốc nữa. Thì cái đất nước của chúng ta về cái lòng yêu nước á, thì nó cái lòng yêu nước nó vừa là cụ thể mà nó vừa là trừu tượng. Tại vì anh phải hát thì anh mới thấy được, nếu là chim tôi sẽ là bồ câu trắng, nếu là người tôi sẽ chết cho quê hương. Làm sao anh yêu đến mức độ mà anh phải thí cái thân mình để bảo vệ tổ quốc, thì cái đó nó cái lòng yêu nước thì nó phải thể hiện. Cho nên cái lòng yêu nước và tự do và độc lập đó, nó là một cái danh từ trừu tượng abstract nào, nhưng mà anh phải chết, anh đổ mồ hôi cho đất nước đó, thì cái đó mới là cái cụ thể. Thì tôi nói và tôi dẫn chứng, đây có phải là các bạn đang đọc tới chữ ông tổng lãnh sự Hồ Xuân Sơn không? Dạ đúng rồi ạ. Khi tôi biết ông là tổng lãnh sự thì ông đã từng làm đại sứ tại Trung Quốc, mà làm tổng lãnh sự ở bên Mỹ nó không sướng đâu, vì đối đầu với rất nhiều người người ta lưu vong. Thì sở dĩ tôi đưa cái điều này lên đó, từ ông Lê Duẩn cho tới ông Hồ Xuân Sơn đó, là những người lãnh đạo chính trị của Hà Nội đó. Họ xả thân mình. Nếu mà anh không yêu nước thật sự thì không thế nào mà anh đi vào An Lộc để
anh hiểu được cái địa thế này như thế nào để mà đánh. Cũng như nếu mà anh là bộ chính trị mà anh ở Việt Nam rồi, anh nhờ những ông Bùi Bùi Nguyên Long hay là ông Nguyễn Hoài Nam này là thứ trưởng người ta thuyết trình, thì cái đó anh không nắm được vấn đề đâu. Sau này tôi khám phá ra là chính bộ chính trị họ phải bước vào những nơi nguy hiểm nhất, thì cái gì mà thúc họ đến đó là vì lòng yêu nước. Cái ông Ngô Đình Diệm thì ông có một cái câu nói rất là đơn giản, ông là người theo Hữu Thần, ông bảo là cho người dân cơm no áo ấm. Nhưng mà ông Hồ Chí Minh thì ông lại nói là không gì quý hơn độc lập và tự do một đất nước. Thì độc lập và tự do đó là danh từ trừu tượng, mà một người theo chủ nghĩa Marxist thì lại lấy tư tưởng rất là trừu tượng. Nhưng mà thưa quý vị, độc lập của chúng ta đó thì có một câu vô cùng nổi tiếng, đó là ông Bảo Đại ông nói rằng nếu mà tôi được chọn tôi làm người dân trong một nước đất nước độc lập, chứ tôi không muốn làm vua trong một nô lệ. Quý vị thấy không, khi mà người ta lên lót trên cao đó, người ta mới thấy được cái nỗi đau. Và vì bác lưu vong mà, cho nên bác cũng được dịp đánh banh tennis trong cái khu của Hoàng tử Bảo Ân. Thì Pháp lưu vong hay Mỹ lưu vong nó cũng giống nhau. Cái nỗi mà mình lưu vong á là tại sao vậy? Là vì chúng ta thờ ơ với định mệnh của đất nước. Ignorance is the thief of democracy, đến cái nền dân chủ của chúng ta. Sau khi chúng ta phá đi cái sự mà cai trị của vua chúa thiên tử thì chúng ta lại tới cái dân chủ. Nhưng mà ngày hôm nay ấy, thì cái độc lập ấy, nó biến thể rồi, nó phải là independent, tức là phải liên lạc. Trên thế giới bây giờ hãng Mercedes-Benz có thể sản xuất xe qua bên Mỹ, và Việt Nam có thể sản xuất khẩu trang qua bên Mỹ, thì nó nói nó không còn là một bộ lạc của một quốc gia nữa. Tôi thấy có nhiều người không hiểu được những cái căn bản nguyên lý của một quốc gia. Một quốc gia thì phải có chính quyền, phải quốc kỳ, có quốc ca, rồi có luật pháp và được thế giới công nhận, thì tôi cho rằng Việt Nam có đủ những yếu tố đó. Và tôi rất là kinh ngạc khi tôi nghe ông Hồ Chí Minh trong ngày 2 tháng 9 1945, ông đứng lên mà ông nói một cái gì đó rất bình thường. Đồng bào có nghe tôi nói không? Chưa có một lãnh tụ nào trên thế giới mà lại hỏi một cái câu bình thường đến như vậy. Thì ông ấy đi bên Pháp, bên Nga, bên bên Tàu, ông học biết bao nhiêu thứ tiếng. Nhưng mà Victor Hugo bảo như thế này, vũ khí sắc bén nhất, hữu hiệu nhất để có thể giải phóng dân tộc của mình là chính chữ quốc ngữ của mình. Nhưng ngày hôm nay cháu thấy con em hậu duệ bên Hoa Kỳ nó nói tiếng Việt Nam không được. À, cho nên khi chúng ta nói đến tổ quốc nó có một cái gì đó thiêng liêng lắm, mà nó không có trừu tượng đâu. Mình phải nói bằng tiếng Việt Nam chứ không phải hai khỏe không có mang tay lê bu rồi merci beaucoup, mà mình phải nói trân trọng kính cảm ơn nó. Thì bác thấy như thế này, cái người Pháp á, họ đến đến Việt Nam mình, họ đòi nghĩa là nô lệ chúng ta, nhưng mà với một chiêu bài đặc biệt lắm là họ bảo rằng đến đây để khai hóa cái dân tộc này, đi ăn cướp của người ta mà lại bảo là khai hóa văn minh dân tộc này, rồi kéo theo đạo Công giáo nữa.
là đến đây để trình bày một tôn giáo cao hơn cái đạo ông bà tổ yêu tổ quốc của mình. Đồng ý điều răn thứ tư là phải thảo hiếu cha mẹ. Cái đó nó bắt buộc chứ không phải là một đề nghị của đạo Công giáo. Nhưng không có nghĩa là anh trộn gạo nếp với gạo tẻ vô. Rồi anh nói khai hóa dân tộc với lại đạo Phật, đạo Công giáo, đạo ông bà trộn vào với hai cái ý nghĩa là khai hóa một cái dân tộc. Thì tôi cho đó là hành động pha gạo nếp với gạo tẻ vô. Nhưng mà đằng sau đó là xâm lược. Đằng sau đó là đưa vào một tôn giáo mới để cho nó có sự che lấp, bao phủ đi cái hành động xâm lược của mẫu quốc. Gạo nếp với lại gạo tẻ nó đều bổ cháu. Nhưng nó biến cho người ta thấy được rằng một chân lý nó khác với lại một chân lý nó khác với một luật pháp. Luật pháp là law, là rule, nhưng mà chân lý là axiom. Cái độc lập của đất nước chúng tôi ăn mắm bò hóc như Campuchia, tôi ăn mắm tôm hay là bún chả Hà Nội gì, anh đến đây anh là ông tổng thống mà bà, anh không ăn beefsteak gì cả mà anh ăn bún chả Hà Nội, thì cái đó nó gọi là axiom. Mà axiom á, thì không có cần chứng minh. Còn luật pháp thì anh được phản biện. Lý tưởng và ảo tưởng nó khác nhau ở chỗ nào? Cái lý tưởng của tôi, nếu là chim tôi sẽ là bồ câu trắng, nếu là người tôi sẽ chết cho quê hương. Còn cái lý tưởng của anh ấy là ảo tưởng. Anh đến anh khai hóa dân tộc tôi, anh đem đạo Công giáo ở đây, nhưng mà under the crowd, ở bên dưới cái đó là một mưu đồ xâm lược và tha hóa cái tinh thần dân tộc của người ta. Người ta có ông bà, có tổ tiên mà. Đó, thì thưa quý vị, chúng ta không thể lẫn lộn với lại gạo nếp với gạo tẻ. Nó bổ. Nhưng điều đó không có nghĩa là vì nó bổ mà chúng ta quên đi cái thực tế axiom của nó, tức là chân lý. Chân lý thì ở bên Mỹ cũng như bên Việt Nam nó giống nhau lắm. Anh thả cái trái táo hay là cái chai coca này, thì ở bên Việt Nam hay là bên Mỹ nó đều rớt. Nó rớt vì sức hút của đất. Thì cái chân lý nó, người ta cố gắng, người ta đi tìm chân lý để người ta quật ngã những người cộng sản vì người ta yêu nước. Thì người ta tìm hoài, sau khi chiến tranh Việt Nam thất bại rồi, người ta cũng không tìm được cái chân lý. Người ta có thể tìm ra được nguyên tắc làm bom nguyên tử, nhưng người ta không tìm ra được cái nguyên tắc làm ra cái lon coca này. Vì nó là bí mật mà. Đó. Và người ta cũng không hiểu tại sao mà người Việt Nam nó cứ lao vào làm súng mà bác đã từng bắn. Những người lính, bác hỏi cái gì mà người ta nhào vào trong, người ta bắn dữ như vậy. Thì thưa quý vị, bác sau khi chiến tranh xảy ra ở tù, bác mới nhận được một điều mà bị làm nhục bởi một thằng lính ở Nghệ Tĩnh. Nó tập họp 40 người trong đội của bác khi mà đã học 3 năm lao động, 3 năm về chính trị, thì 2 năm sau mới lên Bù Gia Mập. Nó bảo thế này: các chú các bác ở đây, các bác toàn là cử nhân với tiến sĩ với lại tú tài thôi, nhưng mà các bác theo ngoại xâm, làm tay sai cho Pháp với cho Mỹ. Còn tụi cháu không biết đọc biết viết, nhưng cháu yêu nước. Đau quá. Đó là một cái tát tai mà nó không phải là trung úy thường của Bộ Chính trị dạy bác ở Z30C, mà là thằng bé đi lính ở Nghệ Tĩnh. Và người Cộng sản cố tình không cho bác là tù binh, mà bảo anh là cải tạo viên, và anh phải nhớ anh là ai, biết mình là ai. Cái điều nó khó lắm. Mày không phải là con chó bẹt rê của thằng Tây hay thằng Mỹ,
mà sau mùa săn nó giết chó đi, mùa tới săn nó lại giết nữa, nó lại nuôi con khác, mà mày chỉ là con bò chét chó thôi, mày đeo theo đó. Cho nên mới có nhiều người bị lẫn lộn là coi cộng sản là kẻ thù. Nhưng rất tiếc, ông Lê Duẩn cái ngày 30 tháng 4 thì 1 tây tháng 5 là ông diễn thuyết ở trước nhà thờ Đức Bà kế bên Dinh Độc Lập, ông bảo thế này: trong cuộc chiến tranh này không có miền Bắc thắng miền Nam, mà chỉ có nhân dân Việt Nam thắng đế quốc Mỹ. Đồng hương, đồng chí, đồng bào, đồng hồ Rolex và đồng đô la. Bác bây giờ chỉ biết mê tiền, chứ không có tình đồng chí gì cả. Nhưng mà ngày 1 tây tháng 5 bác nằm ở ngay nhà bác, ở ngay Hồ Con Rùa, 92-26 A Duy Tân, thì bác thấy đài BBC nó nói thế này: người Mỹ đồng lòng bồi thường 7 tỷ 500 triệu đô la để lập lại bàn giao. Thì bác gặp lại ông Hồ Xuân Sơ, Hồ Xuân Phong đó, khi ông ấy về về nước, thì ông ấy bác có nói tại sao lúc đó mình không lập quan hệ ngoại giao với Mỹ, thì 7 tỷ đô la rưỡi nhiều lắm mà ông phó tổng lãnh sự. Ông bảo đúng, tiền ai cũng cần, nhưng 7 tỷ rưỡi có thể gây ra xung đột ngay với Trung Quốc, vì chúng ta đang nằm ở trong một vùng xung đột gọi là conflict zone. Cho nên các bạn thấy rằng cái người người cộng sản họ có những lý lẽ, mà những lý lẽ đó làm cho chúng ta thấy rằng Đức Phật nói không có cái gì là ngẫu nhiên hết, accident hết, mà dịch ra là tai nạn. Nhưng mà thật sự Đức Phật dạy không có gì ngẫu nhiên đấy. Trong cái lòng yêu nước nó không có ngẫu nhiên, không phải tự nhiên nó lao vào nòng súng M60 để bác bắn như vậy, mà nó phải có một cái gì thôi thúc trong đó. Cho nên cái nghĩa của chữ accident này, nếu các quý vị coi về Đức Phật đó, và từ điển Merriam-Webster đó, nó rất rất rõ là cái gì nó cũng có nguyên nhân hậu quả của nó. Hồi bé Minh Tiến mẹ bảo này con lấy cho mẹ cái hũ muối, ấy cháu vội vàng nó đổ rớt cái hũ muối nó bể, tới lớn lên ấy cháu cầm lọ mực nó lại vỡ, rồi lớn lên cháu chạy xe cháu mới tông vào người ta mới chết người. Cho nên từ cái rất nhỏ đó nó đi tới cái lớn, cái đó gọi là hậu quả. Nhưng mà cái gì mà nó tốt, nó thai nghén ở trong trái tim của mình mà nó tốt đó, thì lý tưởng chỉ khi nào nó đúng, khi mà cái thế hệ thứ hai đó nó làm tiếp tục cái điều đúng của thế hệ trước. Thì bác ra ngoài Hoàng Sa với lại Sơn Tử Tây đấy, rồi Trường Sơn, đây là cái Con ốc, con ốc ốc biển. ở trên Trường Sa. Thì ở đây bác mới thấy đấy, 74 anh em ở Gạc Ma đó, họ cho biết là cái có một người còn sống là vì anh giả anh sống được. Bác gặp cái anh hải quân, anh mới nói con định giữ cái này đưa về nhà mà thôi con cho bác. Bác mới mang về bên Mỹ. Thì làm sao mà nó là ngẫu nhiên được? Cái tình yêu nước của chúng ta đã từng đánh quân Nguyên, nhà Thanh, nhà đánh Nhật, thì nó được thôi thúc. Và cái lý tưởng đó thế hệ trước đã đánh rồi thì thế hệ sau cũng đánh và bỏ sát. Và bác đã trông thấy được rằng đọc tên 74 anh em mà người ta tử trận đó, là người ta chết rồi, nhưng mà Trung Quốc nó tới nó đâm mỗi người thêm một lưỡi lê vào trái tim cho bảo đảm cho chết. Cho nên không phải tự nhiên mà nó có một cái tình yêu nước lớn như vậy. Thì trong cái chuyến đi về Trường Sa đó, bác có nói với bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn là
hôm nay tôi đi ra thăm lăng Hồ Chí Minh, thì ông để cho tôi nói chuyện với lại mấy du khách người Anh, người Pháp, người Đức, người Ý. Họ khoảng mười mấy người ấy. Thì bác có nói nè, tôi thú thật với các ông, tôi là một người lính thủ lục chiến của sau Việt Nam, của Việt Nam Cộng Hòa. Mà chính tôi sau khi đến Mỹ 28 năm, 26 năm, tôi cũng không hiểu tại sao tôi thua. Thì đừng nói chi tới người Mỹ, họ sẽ không bao giờ hiểu được cái lòng yêu nước và tại người ta đánh quyết tâm như thế nào. Người ta chết để cho đất nước chiến thắng. Và cái đó gọi là độc lập. Cho nên những cái chiêu dụ cơm nếp gạo tẻ đó, khai hóa với lại văn minh ấy, không thể qua mặt người Việt Nam được. Thì ngày hôm nay tôi nghĩ rằng mình thua trận, thì cái tự ái của mình ấy, nó to như cái Dinh Độc Lập với nhà thờ Đức Bà đó, nhưng mà cái tự trọng của mình ấy, nó bé như cái am miếu cô hồn thì không được. Mình phải phân định đâu là chính nghĩa và đâu là phi nghĩa. Chúng ta không thể chí trá, trí thức không thể chí trá khi nói rằng Fidel Castro nó là cộng sản mà nó không là anh hùng. Fidel Castro nói nếu Trung Quốc đánh vào Việt Nam thì ông sẽ điều quân đến đánh Trung Quốc, giúp Việt Nam. Thế. Chúng ta phải nhận rõ đâu là bạn và đâu là thù, đâu là lý tưởng và đâu là ảo tưởng. Thế thì sau chiến tranh Việt Nam có tới 5 ông tướng tự tử bắn vào đầu. Nó khác với lại ông, nó khác với lại ông Phan Thanh Giản. Sau khi mất 6 tỉnh miền Tây thì ông Thuốc tự tử. Bác không thể nào tự tử được. Vô lý ở điểm cái thằng kia nó mướn mình đánh thuê cho nó, mà tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nói là chúng ta là slave, chúng ta là nô lệ cho đồng viện trợ. Mà cái clip đó hôm nay đã 6 triệu người coi đã. Khi một nguyên thủ quốc gia mà họ xác định được cái điều đó thì chúng ta không thể chối bỏ được. Rồi chính tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nói nếu các anh giữ được 4 quân khu thì chúng tôi giao cho các anh 700 triệu. Mà giữ được 2 quân khu thì đưa 350 triệu. Chúng ta đâu phải là con bé gánh nước đâu. Đúng. Máu của chúng ta đâu thể đổi bằng đô la đâu. Đúng không? Nên bác có cái câu thơ là đồng hương, đồng chí, đồng bào, đồng hồ Rolex và đồng đô la. Chính những người đồng hương của bác lên đất Mỹ từ năm 75, họ là những người bóc lột những người đi sau. Khi chúng ta chống lại cộng sản, chúng ta phải hiểu rõ như thế này. Họ bị áp bức cho nên họ mới đấu tranh. Vì họ mất nước, họ mới đứng đấu tranh. Thì bác đọc cái câu thơ này, chắc cháu còn nhớ. Tháng này, ngày này, năm trước, xóm làng ta xơ xác héo hon, nửa đêm thuế thúc, chống chống dồn. Sân đình máu chảy đường thôn đính dài, cha trốn ra hòn gai cuốc mỏ, anh chạy vào đất đỏ làm phu, đem thân đổi mấy đồng xu, thịt xương gùi gốc cao su mấy tặng. Thì Pháp nó đàn áp người ta mới đánh. Mỹ ném B-52 người ta mới đánh. Còn bây giờ nếu mà anh rút B-52 về, chúng tôi cũng lập lại quan hệ ban giao với Mỹ và Pháp, chứ chúng tôi có đưa quân vào đánh bên Pháp đâu. Và bác lại nói với anh Trung Úy Thường thế này, anh đánh thắng Pháp, đánh Nhật, đánh Mỹ, tôi coi anh thường lắm. Nhưng nếu mà anh đánh thắng Trung Quốc, tôi theo mấy anh. Năm 1979 bác ở trong tù, bác nói với lại bộ Trung Trung Úy Thường là Ủy ban Giáo dục. Thì vấn đề không cần thắng hay thua, nhưng mà rõ ràng ông Lê Duẩn đã đánh trong năm 1979. Thì tất nhiên là người Cộng sản họ bảo vệ đất nước của họ. Bất cứ một ngoại xâm nào đến, họ đều xả thân, họ giết. Thưa quý vị,
sau khi chiến tranh Việt Nam xong ấy thì có năm ông tướng ông ấy tự sát uống thuốc độc. Bác thấy nó phi lý chỗ này này. Người ta đi xâm lăng đất nước của mình và người ta cũng như tuyển mộ phu á, thế người ta thất bại ta về thì mình là thằng phu đào cao su mà thằng chủ nó thất lỗ nó đi về, việc gì mà mình phải tự tử. Nên cái ngày hôm nay bác đợi thấy cái độc lập của đất nước này, bác mới nói sự phi lý của tự tử. Mình có chủ động đâu, đúng không? Và một điều rất là nhục nhã mà Walter Lippmann đã nói là nếu người Mỹ đánh vào Việt Nam thì chắc chắn người Mỹ thua. Tại sao một nhà báo mà ông ta nói được cái điều đó? Thế tại sao chúng ta đi theo một thằng đại ca Mỹ đi, nó đi ăn cướp, xong rồi nó xúi mình về nhà giết bố mẹ mình lấy vàng, rồi xong về nó chia cho mình. Và sau đó thì khi mà nó bỏ chạy ấy, thì mình tự sát. Thì cháu thấy nó có một cái gì nó sai trong mặt lý luận đó. Cho nên đến ngày hôm nay bác thấy rằng cái điều quan trọng nhất là mình phải nói thật với tuổi trẻ. Nếu Trung Quốc đánh chúng ta một lần nữa thì không phải là bọn lưu vong của bác ở bên Mỹ đâu. Hai đứa con của bác đều có quốc tịch Việt Nam ấy. Anh Hồ Xuân Phong anh cũng làm cho anh em trên Bộ Ngoại giao cũng đều làm cho bác cũng có quốc tịch Việt Nam rồi, vợ chồng bác với lại hai đứa con đều có quốc tịch Việt Nam. Nhưng mà có chắc là bác sẽ đi về để cùng chung với lại anh em tuổi trẻ trong nước để đánh Trung Quốc không? Hay là chính những người đảng viên Cộng sản Việt Nam ngày đêm họ trên đảo Trường Sa, Hoàng Sa ngoài đó và cộng chung với lại quân dân trong nước họ bảo vệ đất nước này. Cho nên chúng ta đừng quan tâm những cái gì mà nó thuộc về ảo tưởng. Chúng ta đừng chờ đợi những người lưu vong ở trên Pháp, Mỹ, Đức hay là Nhật hay là Đài Loan họ đang đi ngoài. Và chúng ta phải đứng trên đôi chân của mình. You must stand on your feet, not yours, chứ không phải của người khác. Và năm điều Bác Hồ dạy đó thì bác không thuộc nhưng mà bác thực hành. Nhưng mà có một điều mà ngày hôm nay bác thành công thế này là bác bắt chước ông Hồ Chí Minh có một điểm thôi, là bác giữ cái ngôn ngữ của bác và bác dạy cho hai đứa con của bác biết đọc biết viết tiếng Việt Nam. Và có đọc chiêu mà bác hôm nay nổi tiếng khắp nơi trên thế giới, trên toàn cầu này nè, là nằm ở chỗ này. Thiên Chúa nói nếu ai vinh danh ta thật sự thì phải đứng về phía chính nghĩa, thì sau đó ta sẽ vinh danh ngươi trên toàn thế giới. Cho nên ngày hôm nay bác vinh danh chính nghĩa phải là sự thật. Sự thật sẽ giải phóng các con. Cái sự thật không phải là người Mỹ đến để mà nuôi dưỡng chúng ta là miền Nam trù phú như vậy. Không phải. Cái đó là ngụy tạo. Mà chúng ta phải nhận ra được rằng họ đến xâm lăng. Thì chúng ta đừng có mập mờ giữa trắng và đen này. Thì chính Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cũng nói chúng ta là nô lệ về viện trợ mà. À, để kết luận bài nói chuyện ngày hôm nay. Bác không phải tự nhiên, accidentally, như Đức Phật, mà bác tham gia vào tất cả tổ chức đấu tranh ở đây như Nguyễn Chính Phủ, Nguyễn Hữu Chánh, rồi Đào Minh Quân, rồi Liên Việt, rồi Việt Nam của Dân Đảng, để mình tìm hiểu cái thật sự chữ độc lập nó là cái gì. Thì bác có hỏi là tôi giả sử rằng chúng ta sẽ chiến thắng, lật đổ được Cộng sản. Thì sau khi lật đổ rồi đó, chúng ta lại xách bị gậy đi xin viện trợ